Lần đầu tiên gặp vợ mình hơi sốc vì phong cách ăn mặc giống tomboy. Đó. Thì sau lần gặp đấy thì cũng có một chút ấn tượng. Lần đầu tiên hai đứa cùng đi du lịch là ở du lịch Đà Nẵng. Đợt đấy thì có hai đứa đi thôi, tự thuê xe máy, tự đi chinh phục, tự đi khám điểm, cũng hơi nguy hiểm. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào? Lần hai đứa mình sinh thì một cái điều ấn tượng là ở nhà dân. Nhà dân thì ở ngay đúng nhà một cái ông Pakistan. Thì hai vợ chồng gần như là khủng bố. Khi đến nơi thì thấy là vợ chồng nhà Pakistan ngồi hút thuốc vắt chân, cả vợ cả chồng, nên hơi sợ sợ một chút. Nhưng mà cuối cùng cũng không sao. Này người anh yêu hỡi, lại gần đây với anh. Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn giấu. Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau, với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây. Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi. Thấy không con tim anh nói rất... Giờ sang Campuchia. Mệt nhất là cái khoản mà đi dọc cả một đất nước. Nó tầm khoảng 8 tiếng ngồi trên ô tô. Xong rồi hai vợ chồng đi ra thì say nắng. Cuối cùng đi cả một chặng đường 8 tiếng, ngắm được có một cái cảnh rơi tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ ở Angkor Wat. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại. Malaysia thì lên cái xe hop on hop off rất hay, hai đứa feeling thơ rồi luôn. Chỉ đứng ở trên đường lên trên cái nóc xe tầng 2 đấy thì đi hét wow, very good. Chữa nào nói lên cho vừa một khúc hát du dương. Vợ tuyệt vời nhất với anh thật sự chẳng có ai sánh bằng. Hôm nay anh phải công tác xa, vợ hãy cứ yên tâm và cứ ngủ ngoan nhá. Có gió đông sang vợ nhớ phải mặc ấm, chớ lo anh sẽ về sớm thôi vợ. Lần sang Thái Lan thì kinh dị nhất là cái phố đèn đỏ. Hai vợ chồng đi qua, mình thì con trai chẳng sao, vợ ôm chặt chồng đấy, đi qua cứ thấy là tại sao cô này hở, cô này nọ, cô này kia. Ngoan khi nào tình giấc thấy anh về ngay, chớ nên hờn ghen, anh sẽ giữ anh nguyên vẹn. Khi trở về anh sẽ bên cạnh em và nở nụ hôn. Bây giờ em ngoan nhé, khép khe khẽ đôi mi và hãy ngủ nào, để anh yên tâm và bớt lo lắng đi.
chúc vợ ngủ ngon. Lần đi sang Nha Trang thì công nhận bãi biển rất đẹp. Hồi đấy đi xong về bị cháy nắng, 6 tháng sau đến 1 năm sau thì vẫn còn nguyên cái vết da cháy nắng đấy. Có gió đông sang, vợ nhớ phải mặc ấm, chớ lo anh sẽ về sớm thôi vợ yêu. Nhớ nhà vợ yêu, anh vẫn yêu vợ rất nhiều. Cuộc đời này dẫu có những sóng gió cứ để anh lo, vui vì mình luôn có, mãi luôn có nhau hạnh phúc tay nắm tay. Ngủ ngoan khi nào tỉnh giấc thấy anh về ngay, chớ nên hờn ghen, anh sẽ giữ anh nguyên vẹn. Khi trở về anh sẽ bên cạnh em và nở nụ hôn. Bây giờ em ngoan nhé, khép khe khẽ đôi mi và hãy... Đợt đi Đà Lạt thì không khí cực kỳ mát mẻ, cực kỳ sảng khoái, nó giống hệt như Sapa. Về
trong nhau. Còn lại nơi ấy dấu vết, còn lại nơi ấy giá rét, còn lại nơi ấy, nơi phố quen ta gặp nhau. Nơi con phố quen. Còn lại nơi ấy mắng biết, còn lại nơi ấy luyến tiếc, còn lại nơi ấy. Mình với vợ mình yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Cái ngày mà yêu nhau đầu tiên là ngày 22 tháng 10 năm 2013. Đến bây giờ là khoảng 3 năm, phải 3 năm rồi. Đó, sau 3 năm thì làm quen nhau thì hai đứa chỉ có đúng một sở thích duy nhất chung thôi là đi du lịch. Đi càng nhiều nơi càng tốt. Quyết định hôn nhân thì nó cũng đã bắt đầu từ lần thứ... Chắc là phải tầm khoảng là nửa năm sau khi bọn mình là yêu nhau. Thì mà hai đứa quyết định là sẽ đi thật nhiều nước, đi càng nhiều nước càng tốt. Thì lúc đấy là đã xác định đã đi nhiều nước rồi thì chuyện hôn nhân là chuyện rất bình thường. Vợ mình có một cái đặc điểm là chán dâu nên rất bướng. Mình nói hầu như không nghe nhiều đó. Mà có nghe thì cũng phải một thời gian thấm rất dài. Nên mình là một nỗ lực cực kỳ lớn. Chưa.
say. Felt like I knew that I always loved you from the moment I heard your name. Everything was perfect. I knew this love was worth it. Our own miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. Smiles by the thousands, tears have all dried up.